Kinh văn: Thế nào là chánh tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào Tam Ma Địa, chủ yếu trước hết là nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh. Giảng giải: Giai đoạn tiệm thứ đầu tiên là trừ dứt trợ nhân, chẳng hạn như thích ăn thịt. Giai đoạn thứ hai liên hệ tính chất của nghiệp chướng. Thế nào là chánh tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào Tam Ma Địa, chủ yếu trước hết là nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh. Tính chất của nghiệp chướng tức là tác động trì giới, chủ yếu là chỉ sự xác định từ chính mình, và thọ giới là điều cần thiết để tu hành. Bất cứ điều gì quý vị đã làm trước khi thọ giới đều không kể là phạm giới, vì quý vị không biết. Không biết thì không phải là phạm giới, nhưng một khi mình đã thọ giới rồi thì dứt khoát không bao giờ sai phạm. Trước khi nghe về giới cấm, quý vị có thể thích thú hành động những gì mình ưa thích. Cho dù không đúng luật, nhưng khi đã học tập và thọ giới thì chúng ta không nên phạm phải những sai lầm như trước đó.